Con chào bác. Ngồi đi con. Dạ. Bác đang đọc sách Hướng dẫn tập dưỡng sinh hả bác? Lớn tuổi rồi, bác cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình một chút chứ. Dạ. Hèn gì con thấy sức khỏe của bác dạo này tốt hơn trước nhiều. Chắc là nhờ bác tập dưỡng sinh đều đặn. Bác vận động cho thư giãn gân cốt vậy mà. Dạ. Dạ, mời ông chủ uống trà. Cảm ơn cô. Dạ, ông chủ tới đây có chuyện gì không ạ? Ghé đi coi trà có tốt không, coi mấy nụ trà có xanh không. Tôi muốn coi mấy bụi trà có đẹp không. Ông chủ ngồi đây, tôi ra sau pha ấm trà nóng nha. Bác ơi, bác có sao không bác? À, bác không sao. Để con rót nước cho bác. Bác uống miếng nước đi. Cảm ơn con. Con bé thiệt là dễ thương và hiểu chuyện, nhưng cũng không thể thân thiết với nó được. Nếu không hả, bà lại sinh nghi kỵ đủ điều. Con mời bác dùng. Bác à, con... Nè, con đi dạo đi nghe. Bác thấy mệt rồi, bác vô nghỉ đây. Vậy ha. Dạ. Bác đi cẩn thận. Bác ấy là người hiểu và chia sẻ với mình. Nhưng giờ cả bác ấy cũng tránh muốn tiếp xúc với mình. Ngọc Anh ơi, không lẽ mày đáng ghét đến như vậy sao? Sao mọi điều không may mắn đều trút xuống đầu mình vậy? Ông trời ơi, sao ông bất công đến như vậy? Mình sẽ không để bản thân mình bị người ta chà đạp nữa đâu.